Ok. Ok. Kính chào quý vị. Vẫn như thông lệ hàng năm chúng tôi có chương trình văn nghệ. Chương trình hôm nay là chương trình COVID-19. MC Quốc Phạm bị Covid nằm nhà. Hôm nay phải mời ông Tây qua đây. Chương trình Covid chúng tôi hôm nay cũng rất là giới hạn. Vé bán hàng năm bán ra tới 1.000 vé. Hôm nay chúng tôi bán chỉ được có 2.000 thôi. Còn ca sĩ đồ là cũng mời rất ít ít. Chừng mấy chục ngàn ca sĩ thôi. Chúng tôi xin bắt đầu bằng The Fan Started Fire. Corbett, Corbett, hey, hey.
Okay, we're pushing a little bit here. Progressively get worse. Save the best for last. Here are tech top queens. Oh!
Mẫn, you stay here. Em tới đi. Dạ, chú chúc còn hồi chưa? Còn rồi. Rồi rồi ha, ok, cà ta này, cà ta này. Cà ta này. Con mong là con sống lòng đồng đội nhiều sức khỏe. Dạ.